Giao diện màn hình ô tô GoTech phiên bản mới có gì đặc biệt? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây. GoTech đã thay đổi ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, bố cục giao diện hiện đại được thay đổi phù hợp với nhu cầu và thói quen sử dụng của đại đa số tài xế hiện nay. Cụ thể, các mục hiển thị giờ giấc, lịch âm dương, thứ, ngày, tháng, nhiệt độ trong ngày đều được bố trí tại góc phải màn hình. Phía trên cùng của màn hình hiển thị thanh phát nhạc để bạn dễ dàng biết mình đang nghe bài hát nào hay đang mở video nào khi thoát về giao diện màn hình chính. Thanh Dock 3 gồm 7 ứng dụng được dùng nhiều nhất bởi người lái gồm YouTube, TV, radio, điều khiển bằng giọng nói, Zing MP3, bản đồ, camera hành trình cũng được di chuyển sang bên trái theo chiều dọc, giúp người lái xe thuận tiện thao tác hơn khi có nhu cầu sử dụng. Ở vị trí trung tâm màn hình, ngoài hiển thị tốc độ di chuyển, người dùng còn có thể tùy chọn hiển thị hình ảnh một trong các mẫu xe mơ ước Mercedes, Porsche, Bugatti Divo, McLaren 720S, Tesla, Mini Cooper và một máy bay Airbus. Bên cạnh đó, bạn còn có thể tùy biến giao diện màn hình với hàng trăm màu sắc và hình ảnh khác nhau theo sở thích. Giao diện màn hình GoTech mới còn dễ dàng chuyển đổi giữa hai chế độ Dark Mode và Light Mode, chế độ nền tối và nền sáng, giúp mắt người lái được thư giãn, giảm thiểu mệt mỏi. Một cải tiến nổi bật khác của màn hình GoTech là khả năng tối ưu tìm kiếm bằng điều khiển giọng nói thông qua hai trợ lý GoTech Assistant và Kiki. Với GoTech Assistant, giờ đây khi tài xế đưa ra câu hỏi hay câu lệnh, trợ lý sẽ ngay lập tức đưa ra câu trả lời bằng giọng nói. Các tiện ích tìm kiếm thông tin về đường xá, bài hát, video sẽ được thực hiện dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi ra lệnh, điểm G sẽ phát sáng, toàn bộ màn hình tối lại, báo hiệu đang nhận lệnh giọng nói. Gọi cho mẹ. Em thực hiện ngay đây. Trong trường hợp người dùng ra lệnh giọng nói không đúng, gợi ý hướng dẫn sử dụng trợ lý GoTech Assistant sẽ xuất hiện trên màn hình, lịch sử tìm kiếm cũng sẽ hiển thị. Việc này giúp người dùng đưa ra câu lệnh chính xác, tiết kiệm thời gian. Với trợ lý Kiki, chủ xe thỏa sức tra cứu thông tin giá vàng, trạm xăng, quán ăn. Giá vàng hôm nay. Hiện tại, vàng SJC tại Hồ Chí Minh có giá mua vào là 56.450.000 đồng một lượng. Hay theo dõi tin tức hàng ngày hoặc thực hiện các tác vụ điều khiển giọng nói, tương tự như khi sử dụng GoTech Assistant. Bên cạnh được thiết kế lại theo phong cách hiện đại, chuẩn công nghệ, ứng dụng bảo hành điện tử GoTech Service cũng được bổ sung thêm mục hạng xe và tên xe, giúp dễ dàng quản lý và tiện lợi cho khách hàng khi tra cứu các thông tin liên quan tới bảo hành và hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Bạn vừa xem video chi tiết về những cập nhật mới nhất trên giao diện màn hình ô tô GoTech. Chúc bạn sẽ luôn có những chuyến đi an toàn cùng màn hình ô tô thông minh GoTech. Xin chào và hẹn gặp lại!